Hello mọi người, chào mọi người quay trở lại với TK Channel. Hôm nay là mình là hiện giờ là sáng sớm, mình đang đứng trước là cái con đường là The Mall. Đây là con đường The Mall này. Đây là cái con đường mà hôm nay là vua lên ngôi sẽ là di chuyển từ là cung điện Buckingham đi trên cái cổ xe ngựa dọc theo cái con đường The Mall này. Để các bạn xem là rất nhiều người là xếp hàng phía sau lưng mình. Đây, hàng nghìn người, hàng triệu người đã xếp hàng phía sau này. Sáng nay là mình là dậy rất là sớm, có mặt ở đây lúc 6 giờ sáng để là đi đến Buckingham Palace. Bây giờ là trên đường phố của London vào sáng sớm ngày thứ bảy, hôm nay là vua King Charles sẽ lên ngôi. Bây giờ mình đang đi đến cái Buckingham Palace, đang đi kiếm một cái chỗ mà có thể quay phim cho các bạn. Hiện giờ là phần lớn là đường xá là đã bị chặn hết rồi, các bạn xem này, công an đứng đầy đường này. Đây mình đang là đi đến cái con đường là The Mall. The Mall là cái con đường mà đi bộ phía trước mặt là Buckingham Palace. Thì đây là nơi mà vua sẽ đi diễu hành từ cung điện Buckingham trên cái cổ xe ngựa đi tới là tu viện Westminster để làm lễ. Nên là đây là cái nơi bắt đầu của cái quá trình đăng quang. Nhà đó là phần đông mọi người là đều đổ về đây. Các bạn xem là đường phố, nhà cửa này, tất cả đều là treo cờ của là Vương quốc Anh, ba màu xanh, trắng, đỏ. Đây, những cái con đường này là con đường mà ngay ở trung tâm của thủ đô London này các bạn, nó rất là gần gọi là cung điện Buckingham. Các bạn xem này, nhiều như đây cái đường này nó còn được đặt tên là tên vua này, King Street. Đường này là có một cái cổng dành cho ô tô đi vào cung điện Buckingham nha các bạn. Các bạn này xem cái hàng rào chắn này. Đây là con đường The Mall. Vua sẽ khởi hành từ đầu kia kìa, cung điện Buckingham đây này. Và sẽ là đi trên cổ xe ngựa dọc cái con đường này đi đến là tu viện Westminster. Hiện giờ là hai bên là đã kín chỗ hết rồi, người ta sẽ vào để xem hết rồi. Keep moving down please folks, thank you. Sẽ đi thẳng tới đầu kia xong rồi đi đến là Westminster. Thì đây là cái con đường mà vua sẽ đi diễu hành từ cung điện Buckingham cho đến là tu viện Westminster vào lúc 10 giờ sáng. Thì từ 10 giờ là vua sẽ lên xe ngựa, để cái cổ xe ngựa đặc biệt được chế tạo từ cái thời mà kỷ niệm 60 năm trị vì của nữ hoàng Elizabeth, là vua sẽ đi trên cái cổ xe ngựa đấy bằng vàng. Ngựa sẽ kéo dọc theo cái phố này, đi từ đầu phố đến cuối phố và đi đến là tu viện Westminster để làm lễ. Thì sau khi mà làm lễ xong, 11 giờ là nghi lễ được tiến hành. Buổi lễ chỉ kéo dài khoảng 60 phút. Đây các bạn. Thì sau khi mà làm lễ xong 11 giờ đến 12 giờ, 12 giờ làm lễ xong thì vua cũng sẽ lên một cái chiếc xe ngựa tiếp theo, là một cỗ xe ngựa truyền thống hơn 200 tuổi. Sau đấy là cũng sẽ đi diễu hành ở trên phố để là chào đón, gặp mặt người dân và sẽ di chuyển ngược về lại là cung điện Buckingham. Và sau đấy là sẽ có một cái gọi là truyền thống, là các bạn biết là các cái thời vua trước, đặc biệt là thời tư thời nữ hoàng, là người ta sau khi mà đã lên ngôi xong thì cả vua, hoàng hậu cùng cả gia đình sẽ đứng trên ban công của cung điện Buckingham để là chào đón mọi người. Đấy. Thì các bạn biết là cái tuần lễ này là cái tuần lễ mà gọi là tuần lễ hoàng gia, tuần lễ lên ngôi của vua, và kéo dài từ thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật và thứ hai. Thì ngày thứ bảy là cái ngày mà nghi lễ chính của vua, ngày mà các nguyên thủ quốc gia từ các nước trên thế giới là tiến hành là về để dự cái lễ tổ chức ở trong tu viện. Còn cái ngày thứ sáu là đã có một vài cái buổi gọi là hoạt động gọi là truyền thống, rồi là trường học là đóng cửa sớm, người dân là cũng gọi là rất là háo hức để là chào đón cái sự kiện quan trọng như thế này. Chiều tối ngày thứ bảy là sẽ có một cái buổi hòa nhạc, concert rất lớn tổ chức ở cái lâu đài là Windsor. Thì ở đây là sẽ có nhiều cái ca sĩ nổi tiếng bay biểu diễn, trong đó là Lionel Richie, có K
Katy Perry để biểu diễn. Có ngày chủ nhật là sẽ có gọi là buổi là Big Lunch ở toàn bộ là các nước Anh theo truyền thống lịch sử sau khi mà vua lên ngôi. Có ngày thứ hai là cái ngày mà gọi là ngày lễ, thì là nhân dịp là vua lên ngôi thì là nước Anh là tổ chức một ngày gọi là ngày nghỉ để cho người dân là được có thời gian là để chào đón cái vị vua mới. Cái lần cuối cùng mà nước Anh là có một cái nghi lễ lên ngôi là cũng cách đây cũng lâu lắm rồi các bạn, đấy là hơn 70 năm rồi, bởi vì là cái lúc đấy là lúc mà nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi. Từ đấy đến bây giờ là hơn 70 năm rồi, thì bây giờ mới có một cái nghi lễ của hoàng gia lên ngôi, một trong những cái hoàng gia lớn nhất và giàu có nhất của thế giới. Do đó là cái nghi lễ này là rất được chào đón, quan trọng đối với cả người dân Anh, và đặc biệt là các bạn xem là cũng rất là được là chào đón và được sự quan tâm rất lớn từ là du khách ở trên thế giới. Các bạn xem là đi mà sáng sớm nó 7 giờ sáng đấy nha các bạn, còn rất là nhiều thời gian nữa thì tí nữa mới tới cái lúc lễ diễn ra. Đấy, nhưng mà các bạn xem là hàng người đổ về phía hai bên đường này rất là đông này, rất đông người, là hàng người đổ về phía hai bên đường này. Bây giờ mình tới đây là rất sớm, nhưng mà thật ra là cũng không còn chỗ để mà gọi là xem là tí nữa khi mà vua mà đi dạo trên phố. Đấy, thì là các bạn biết là những cái người mà muốn ngồi mà dọc hai bên bờ đây này, đấy, ngồi dọc hai bên bờ, ngồi sát hai bên bờ để mà xem vua thì là người ta phải để xếp hàng từ cả một tuần trước. Các bạn xem cái video trước của mình đó, là cái thời điểm mà một tuần trước lúc mà nước Anh chuẩn bị, London chuẩn bị chào đón cái nghi lễ lên ngôi của vua, thì lúc đấy là đã có rất nhiều người là tới cắm lều cắm trại xếp hàng hai bên đường này để kiếm cái chỗ đẹp rồi. Thì cũng rất là khó để mà có thể là nhìn trực tiếp là cái lúc mà vua đi qua trên cái cổ xe ngựa. Đi từ đầu đường cuối đường mà vẫn chưa tìm thấy được một cái chỗ nào mà có thể ngắm được. Người là đứng kín hết ở hai bên đường rồi các bạn, thậm chí là đuôi vào trong công viên này, Hyde Park này, Green Park này là đã đây người rồi. Trong cái dòng người mà đây đứng xếp hàng để mua cà phê không thôi là đã thấy rồi, coi cả nghìn người, mấy chục nghìn người xếp hàng ở đây rồi. Rất nhiều là phóng viên của các nước trên thế giới đổ về các bạn, nhiều du khách, khách du lịch. Theo như người Anh tính toán là cái sự kiện này là tốn khá nhiều tiền, nhưng mà cũng sẽ thu về rất là nhiều tiền từ khách du lịch, bởi vì rất nhiều người trên thế giới đổ về thủ đô London vào dịp này. Uma das questões é porque ele é preocupado com o meio ambiente. A Devon veio de Bristol, ele came from Bristol, right? How old are you? She's only 13. Ela só tem 13 anos, perdão. Eu ia traduzir do inglês para o português, eu falei em inglês. What do you think about it? Ela disse que o meio é bom,
que é muito interessante. Eu vou perguntar a ela, porque muitos jovens aqui não gostam da monarquia. Qual é a opinião dela? A lot of your age, younger people, tend not to be, to like so much monarchy, like as older people. What do you think about that? Ela disse que é muito legal acompanhar, não é sempre que você vê isso, e ela não, tem, não é contra a monarquia, como acontece com muitos outros jovens. Eu não sei se como sinto tanto. Você vai ter um quick snap. They're watching on the big screen. Yeah. They're watching the cell. Yeah. Các bạn enjoy video này thì các bạn nhớ like và subscribe cho mình nhé. Chào các bạn. See you on the next video.